Alo, chào các bạn. Thì như hôm qua mình đã nói, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái giới thiệu về cách trình bày tính toán, hướng tính toán của một cái tường chắn. Đấy, một cái loại tường chắn mà chúng ta thấy tường chắn này là tường chắn mà chắn đường bê tông. Tường bê tông rộng 5 mét. Đấy, với tải trọng là 0,5 HL93. Chúng ta thấy tường chắn này cực kỳ mỏng manh. Tường chắn chúng ta là tường chắn bê tông cốt thép đấy, kích thước với điều mà chúng ta thấy đây là tường chắn này cực kỳ mỏng manh, nó cao là thân của nó từ mặt đất lên đỉnh là 2,3 mét đấy, từ cái mặt đất xuống cái đỉnh mặt bên của bề móng là 0,5, tức là chiều cao thân của nó là 2,8 mét, gần 3 mét, và chiều cao bệ của nó là 0,75 mét. Đấy, nhưng mà kích thước của thân nó là chỉ 0,35 và bệ của nó chỉ là 0,8 mét. Đấy, chúng ta thấy là kích thước của nó rất là khiêm tốn, gọi là nếu mà không muốn nói là nó cực kỳ thanh mảnh và nhỏ nhắn. Đây thì cái này thì nó bản vẽ nó đang là móng cọc tre, tuy nhiên là trong tính toán thì mình đưa ra phương án là móng cọc bê tông cốt thép cọc 20-20, cọc vuông cọc ép 20-20 với độ sâu của nó là khoảng 4 mét. Hai hàng cọc đây thì 80 80 80 cm này thì bột đi được hai hàng cọc thôi các bạn. Đấy, tức là mất bỏ cọc đây chỉ có hai hàng cọc này thôi, bởi vì bột đi khoảng cách của cọc chỉ là từ 3D đến 6D, cho nên là nó chỉ bố trí hai hàng cọc thôi. Đấy, chúng ta phải tìm phương án là bố trí nó là theo chiều dài của nó thì nó khoảng cách cọc bao nhiêu. Đấy, theo mặt cắt ngang thì nó là thì hai hàng cọc, chiều dài thì khoảng cách cọc là bao nhiêu nữa. Đây đây thì có cái đường các bạn này, đường bê tông cốt thép này, đường bê tông xi măng. Đường bê tông xi măng đấy, mặt đỉnh đường đây, đường mặt đường nó bằng với mặt mặt của đỉnh mà đỉnh kè. Đây là bản vẽ bố trí cốt thép của kè. Đấy, các mặt mặt trong mặt ngoài thép tổng hợp khối lượng thì 1 mét dài, thống kê cốt thép. Đấy, cái phương án này thì mình để tính toán cái này. Trên hệ móng cọc này nó tính toán tường chắn trên hệ móng cọc mình đã làm một bản thuyết minh rồi. Rồi. Hình vẽ và chúng ta sẽ nhập các công thức kích thước chiều cao thân tường này, bề rộng móng này. Rồi, bề rộng tường đỉnh này. Đấy, 0,75. Bề rộng B2. Đây ta có mình có cái hình này. Đấy, B2 tức là bề rộng 0,45 này. Đấy, B2 phần bên này. Bề rộng B3 tường ở thân. Đấy, B3 đây thì đây 0,35 luôn. Thân nó có chiều dài không thay đổi. Bề rộng B4. B4 ở đây thì chúng ta mới xem B4 đây là phần vát ngoài này là bằng 0. B4 bằng 0. Chiều dài T1, T1, T2, T1 bằng T2 bằng nhau bằng 0,75. Chiều dài mái to ly. Mái ta lùi ở đây thì đây dốc dốc mình cho dốc đường bê tông xi măng nó là 2%, thì mái ta lùi M là bằng 1 chứ 0,02 là 50. Chiều dài tính toán là tính toán là 1 cắt ra 1 mét để tính toán, để tính toán đỉnh đỉnh của mặt đường thì nó bằng đỉnh của kè, cho nên là bằng 0, nên bằng 0. Chiều cao tường chắn đáy móng, chiều cao tính toán, chiều cao áp lực tự động tác dụng lề đường, bề rộng lề đường. Lề đường đây thì xe coi như xe chạy nó sát mép đây luôn. Bê tông xi măng không có lề. Cái này không. Chiều sâu áp lực bị động. Sâu áp lực bị động là phía bên này. Đây này, chúng ta thấy chiều sâu áp lực bên này là phía chủ động mà. Bên này là bị động này. Đấy, bị động đây thì một phải trừ trừ cái phần 10 phân này đi
tính từ mặt trên này lên là 1,25, chúng ta không lấy 10 phân lót này. Là 1,25. Cao độ mỗi cọc, thì ở đây chôn sâu 5 m và chiều dài cọc là không kể phần ngàm trong đáy móng thì nó là 3,35 m. Ô trí hàng cọc thì hai hàng cọc khoảng cách giữa các cọc là 0,8 m. Khoảng cách giữa các cọc theo phương dài chiều sau chiều dài của thanh chắn đấy. Là các tập khác thông số. Trọng lượng riêng vật liệu. Cái này không có thì chúng ta có thể ẩn đi. Đấy, góc đất đắp. Rồi, đất nền. Rồi chúng ta chọn mực nước ngầm. Đơn vị mm, nếu không có thì ghi không có mực nước ngầm. Đây chúng ta chọn là tải trọng hoạt tải 0,5 HL trên 3. Ok. Thông số bên này chúng ta khai báo mác bê tông của thân tường và móng tường. Data. Đây có bảng tra. Mình để cái bảng tra. Mác 200 tương đương B15, B15 8,5. E thì đây. Bảng tra E luôn. B15 24.000. Đây là chiều dày lớp bê phong bảo vệ. Chiều dày lớp bảo vệ bê tông. Đây là cấp thép. Một đơn hồi có thép trong riêng, trung trọng đất đắp. Đây các tải trọng và tổ hợp tải trọng. Đây tải trọng tác dụng. Đây thì mình dùng phần mềm MIDAS để mình tính toán và phân tích cái mô hình này. Đây có tải trọng đất đắp lên móng. Đây đất đắp lên bệ móng. Mình sẽ đây mình sẽ phân tích trên hình vẽ. Đây là có đất đắp sẽ tác dụng lên cái phần bệ móng này. Đây đã có áp lực đất đắp lên cái phần này. Rồi tiếp theo tính toán chúng ta. Tiếp theo là áp lực của đất ngang cho đất chủ động lên cái phần tường thân của chúng ta. Đây là tính áp lực do hoạt tải. Đây tính áp lực do hoạt tải này. Ngang cho hoạt tải rồi áp lực ngang cho đất đắp. Áp lực ngang chủ động. Rồi tiếp theo áp lực ngang bị động. Phần bên này là áp lực ngang bị động. Tính toán và chúng ta tra bảng. Đây mình có để bảng tra đây. Đấy 7, 8. Đây tra bảng 8 hay bảng máy đây. Ok. Rồi nó tổ hợp chúng ta DC, EV, EH, LS và áp lực bị động. Đấy, có các tải trọng rồi. Thì sẽ mô hình cho MIDAS để tính toán. Còn đây thì mình đã đấy, các thông số đầu vào và xác định đây mực nước ngầm không có thì mình cho cực sâu nên không ảnh hưởng đến tính toán của chúng ta. Chúng ta đã đặt cọc các thông số về chiều sâu đỉnh cọc, chiều sâu mũi cọc và chiều dài hữu hiệu của cọc. Rồi mình sẽ tính toán sức chịu tải cọc theo mẹ hộp. Rồi sức chịu tải theo Japan. Rồi sức chịu tải theo danh định nghĩa, sao danh định nghĩa theo danh nghĩa. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ lấy sức chịu tải min trong ba cái này. Đó, sức chịu tải của đất nền, sức chịu tải của vật liệu bao giờ nó lớn hơn rồi. Đấy, cho nên mình sẽ tự lấy min của sức chịu tải đất nền. Ok. Thế để tính sức chịu tải thì mình có một cái bảng Excel để tính sức chịu tải. Đây. Mình sẽ tính sức chịu tải trong cái này. Còn đây mình làm thuyết minh thì mình làm thuyết minh đây thì mình chỉ copy thông số vào thôi. Còn là mình có cái bảng Excel tính sức chịu tải. Tự động tính chúng ta toàn bộ theo 10340/2014. Đấy, cuối cùng chúng ta copy các thông số này và mình copy thông số này vào thông minh. Mình khai báo các thông số ở đây cho nó linh trang tính toán toàn bộ đây. Đấy, sức chịu tải vật liệu bao giờ cũng lớn lên. Đấy, ok đấy. Tiếp theo là
Trình tự mô hình mỹ đạt, mình có trình tự mô hình mỹ đạt cắt ra một mét để tính toán, và mô hình khi mà hoàn thiện thế này. Đấy, mô hình mình phân tử phân tích mô hình bằng phân tử solid, phân tử đặc các bạn. Đấy, khai báo vật liệu rồi khai tạo dựng mô hình bằng phân tử solid. Mình sẽ tạo mô hình này. Đấy, khai báo điều kiện biên cho bốn cái vị trí, bốn cọc. Đây mình bố trí cọc là khoảng cách giữa các cọc đây là 0,8 m, và khoảng cách giữa theo phân ngang nó là 0,6 m. Đấy, trên 1 m chiều dài đường trắng thì bố trí 4 cái cọc. Đấy, khai báo điều kiện biên cho cọc rồi các tải tải trọng. Đấy, EH và EV chủ động và bị động thì mình cho EH gộp chung thành một tải trọng là EH, gắn tải trọng vào mô hình, tải trọng bản thân. Rồi, tải trọng EV. À, EV áp lực của đất lên cái phần bể này nãy. Rồi tiếp theo là gắn tải trọng EH, đây là áp lực chủ động. Lát thì mình mở file mỹ đát cho các bạn xem. Đấy, áp lực chủ động và đây là áp lực bị động, bên này và áp lực bị động. Tiếp theo là gắn áp lực ngang cho hòa tải, đây áp lực ngang cho hòa tải, tổ hợp trạng thái cường độ sử dụng và kết quả từ phần mềm. Nó sẽ có phản lực tải cọc từ các phản lực này. À, trên này thì cái phần phần mà khai báo hệ số Gaussian này, thì các bạn về ước lượng cái độ độ lún của móng và lấy sức chịu tải mà chia cho độ lún của móng. Đây sức chịu tải của mình đây, độ tải của mình đây, và độ lún của móng mình cho vào 0,02. À, 0,025. À, mình cho luôn là 0,25 2,5 cm. À, thì kết quả độ lún cho thấy là mình gá độ lún của mình là bằng gần xấp xỉ 0,25, nên là mình gán cái này là ok. Ok, mình gán xong rồi tổ hợp, rồi đây là kết quả. Đây là cái nội lực mà tác dụng lên cái đầu cọc của chúng ta. Phản lực lớn lớn nhất của chúng ta thấy ở đây là 52,5. Thấy sức chịu tải của cọc của chúng ta là 54,42, vậy là đảm bảo về sức chịu tải của cọc. Bên này thì nó bị bên này thì phản lực nó đè xuống, còn bên này nó nhấc lên. Lực nhổ, bên này là lực nén, bên này là lực nhổ. Đấy, biến dạng theo phương ngang. Để chúng ta xem biến dạng theo phương ngang đây. À, bây giờ phương ngang đây là theo trường thái dạng sử dụng thì đây là 11,4 cm này. Biến dạng cái đầu thân đỉnh của thường chắn biến dạng bị biến dạng mà nó bị biến dạng 11,4 cm. Ở dưới này thì nó biến dạng nhỏ hơn 4 cm, rồi dưới này nó nhỏ hơn tại đỉnh thường chắn. Rồi biến dạng theo phương đứng. Đấy, bương đứng tức là độ bương đứng và độ lún. Đây thì biến dạng là 9 mm này. Đây bên này là bên này biến dạng là 2 cm này. Đây bên này 9 mm này. Đấy, độ lún lớn móng lớn nhất là dưới này là 2 cm này. Đấy, 2 cm. Đây là độ lún theo trạng thái giới hạn sử dụng các bạn nhé. Còn là theo trạng thái giới hạn cường độ nó là 0,024. Đấy, thì nó xấp xỉ là với chúng ta giả thiết là cho nên là mình gắn K, hệ số K là ok. Đấy. Lớn thì chúng ta lấy theo trạng thái nhà sử dụng thôi. Tiếp theo là kiểm toán tầng chắn. Đây, sức chịu tải của cọc. Đấy, về cái chuyển vị cho thấy là nó không bị lật. Nó chuyển vị 11,4 cm. Đấy, thì nó không đảm bảo nó không bị lật vượt trượt. Trượt còn là nếu mà bị nó chuyển vị lớn thì nó bị lật rồi. Đấy, nếu mà chuyển vị đến mấy mét là nó bị lật rồi. Chuẩn bị 14 cm thì nó đảm bảo là lật trượt rồi. Cái độ lún này 2 cm thì ok. Tiếp theo là ta đến nội lực. Đấy, nội lực lấy nội lực từ cái file máy đất. Đây là chúng ta đã kiểm tra cái phần đất nền này, đảm bảo sức chịu tải cho bố trí móng cọc, đảm bảo sức chịu tải này. Rồi lật trượt này.
Đấy, đồ lún này, ok là về về cái phần móng bố trí móng gọc là ok rồi. Đấy, thì còn bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nội lực cho các mặt cắt. Đấy, mặt cắt mình có mặt cắt tại chân, thân tại chân 11 này, 22 này, 33 này. À, đối với các mặt cắt này thì mình nhập từ Mỹ Đát vào. À, thì lát lát nữa mình sẽ trình bày các cái này sau. Đấy, bây giờ mình cứ nội lực, chúng ta cứ biết nội lực đây nhập vào. Thì bên này nó tính toán chúng ta. Đấy, các bạn thấy ở đây bố trí phi 12 và 4 thanh. À, 250 thì nó là hệ số an toàn này không cao này. 1,01 này. Đấy, cái này nó đấy, cho nên cái bên này thì nó là ok, bên này nó không ok các bạn này, bởi vì chúng ta bố trí cái giá trị này chúng ta đang để là hệ số nó thấp quá. Đấy, cái này phi 12 4 thanh thấp quá. Đấy, 8 4 thanh, phi 8 4 thanh là đấy, chúng ta đã bố trí là thanh có thể đang đề lên một chút. Đấy, đề lên một chút, đây là 10. Đấy, thì ở đây nó ok nhanh, lượng có tép tối thiểu nó ok ngay. Đấy, tuy nhiên chúng ta đang bố trí là 12 và 8 cho nên là lượng có tép chúng ta đang bố trí là lượng có tép chúng ta là tức là lượng có tép chúng ta đang ít quá nên là báo đây là không ok. Đấy, có thể tăng lên hoặc là tăng số lượng có tép lên. Đấy, mình ví dụ mình thử tăng lên đây 5 là 5 5 xem nào, 5 nó vẫn không ok, cái này vẫn ít quá. Đấy, tăng đường kính lên. Đấy, bởi vì cái này nó hệ số an toàn ít quá. Ok, đây là kiểm tra về lực cắt mặt cắt 1 1 2 2 3 3 rồi, kiểm tra về nứt. Đây, kiểm tra về nứt tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn là mình sẽ đi đến cái mô hình MIDAT để tính toán phần này. Mình sẽ mở cái mô hình MIDAT lên. Đây, mình open thì mình sau cái này thì nó nhanh thôi, nhưng quá trình làm thì nó không nhanh đâu các bạn. Mình tức là mình trình bày thế này thì nó nhanh. Đấy, nhưng là lúc làm thì nó không nhanh chút nào. Ok, đấy, đây là quá trình mô hình MIDAT, đây là một mô hình bằng phân tử solid. Đây thì các bạn có thể thêm guốc, đây phân tử solid này, phân tử đặc các bạn. Đấy, mục đích của mình chia các phân chắc chia thế này là sao? Chia thế này để mình gắn các tải trọng. Đấy, mình chia thế này để mình gắn tải trọng này, các phần tử lên các mặt để gắn tải trọng này. Rồi, ngoài ra gắn EH này, đây mình gắn, chia ra này thì gắn EH sang bên này. Rồi rồi mình chia dưới này, mình chia nhỏ ra để mình gắn cái cọc này, các điểm này mình để lấy các điểm này mình cho thành cọc này. Đấy, mình chia phải chia này để mình lấy 4 điểm này để gắn gắn cái hệ số ở cái điều kiện biên của cọc, các điểm này để lấy các điểm này làm cọc. Đấy, mình chia này. Đấy, phần tử solid, phần tử solid này thì như mình đã nói thì nó không xem được moment. Đấy, mình xem đây, mình không, nó không xem được moment force ở đây nữa. Trước force cái này các thông số này nó không xem được cho phần tử solid của chúng ta. Đấy là phần tử đặc của chúng ta thì nó chỉ xem là ứng suất thôi. Đấy, ở solid thì nó sẽ xem được cả đây có ứng suất của phần tử solid chúng ta xem được. Đấy, các ứng suất đây chúng ta sẽ xem được các ứng suất của phần tử solid. À, điều mình cần thì để nó làm nội lấy nội lực thì mình phải mô hình một phần tử là beam element như mình đã nói. Đây là các ứng suất của nó, chúng ta thấy ứng suất của nó phần bên này này, mặt cắt này, xe này, x này,
đây là cả cục bộ hay ứng suất S max sit max đấy. Đấy, nó thì xem các ứng suất này. Cắt. Mặt đây là phẩy. Rồi thì nó sẽ xem được các reaction này, như reaction là xem được phản lực của cọc này. Đấy, reaction. Đấy, coi. Rồi nó sẽ xem được cái biến dạng này. Đấy, nó xem được biến dạng của chúng ta. Đấy, theo cường độ. Rồi. Nó sẽ xem được fork này thì không xem được moment đấy thôi, xem được ứng suất rồi. À, xem ứng suất strain này đi. Không, strain này, fork strain này không có. Cái này không thuộc phần tử này, phần tử này là phần tử strain. Một cái phần tử nó không phải thuộc phần tử chúng ta đang mô hình. Ở đây. Ok thì mình sẽ mở mô hình thứ hai. Để mình lấy cái nội lực của nó. Open. Nội lực tường trắng. Để lấy cái nội lực của nó thì mình phải mô hình phần tử là như thế này. Đấy. Đấy. Rồi. Đây thì mình sẽ xem đây là một số cái vật liệu section. Ok rồi. Support thì ở đây mình cho lên ngàm như thế này. Đấy. Và đây có electric link. Đấy, electric link là liên kết cứng giữa hai cái phần tử này, nối hai phần tử này với nhau. Và các lực gắn các thông số lực vào. EV, riêng EV này thì chúng ta không gắn được, bởi vì sao? Bởi vì mình thấy đây, mình sẽ mở cái thông số này lên, mình ấn cái này đi. Đấy, chúng ta thấy phần tử của chúng ta đang mô hình là cái phần tử mà thẳng thế này, nên là EV của chúng ta không gắn được. Đấy, chúng ta phải gắn phần tử nó là phần tử ngang mới gắn được EV, thì chúng ta sẽ phải tính nội lực mặt cắt 33 theo phương pháp là kết hợp mô hình tính vào mô chân tay. Thì ở đây với cái mô hình này thì mình sẽ lấy nội lực cái gì, mình sẽ lấy nội lực là moment lực cắt tại mặt cắt 11 này, moment lực cắt tại mặt cắt 33 22 này. Đấy. Mình sẽ lấy được cái nội lực tại mặt cắt là 11 và 22. Còn mà nội lực ở mặt cắt 33 thì chúng ta phải tính theo phương pháp là khác. Đây, đây là chúng ta nhập từ mình đạt vào này. Các thông số này nhập vừa mình đạt vào. Đấy, mặt cắt 22. 22 thì ở N này, phần tử N này, 22 chúng ta N thì chúng ta phải cộng thêm là cái phần là đây. Cộng thêm cái phần EV này. EV nhân với diện tích phần này. Đấy. Mình sẽ xem. Đấy. Nội lực ở đây thì có phải EV nhân với 0,45 nhân với chiều dài tính toán là 1 m. Đây. Thông số lại đây là tải trọng EV này nhân với 0,45 nhân với thông số là chiều dài đây. 1 m. Rồi đây nhân với 3 nhân với 1,3 này là hệ số. Hệ số tản thái hạn cường độ của EV là 1,3. Đấy. Đây giá trị từ mình đạt này cộng với giá trị của EV nhân với các thông số này, này. Bởi vì chúng ta không mô hình được EV vào cái mô hình tính toán này nên chúng ta phải dùng phương pháp mà chúng ta cộng thêm vào. Đấy. Đây tải trọng tính toán này, G248 là cái phần EV này. Đấy. Ok, tiếp theo là cái để mà tính nội lực moment ở trạng thái giới hạn ở mặt cắt 33 này, chúng ta phải dùng là đây là giá trị. Đấy, mình sẽ phải dùng là phương pháp sau. Tính moment ở đây thì chúng ta phải lấy là phản lực của cọc. Phản lực của cọc tại vị trí này. Đấy, phản lực của cọc. Rồi đây chúng ta mình có phản lực của cọc là
P P P đây là P min đây. Cho rằng tay nhát cơ độ à. Cho rằng tay đạn cơ độ P min của nó là âm 13,6 đấy. Và số lượng cọc ở đây có một cọc, hai cọc đấy. Ok. Thì nó sẽ dùng là âm 13,6 này nhân với hai cọc này. Đấy. Nhân với hai cọc rồi nhân với 0,35. Nhân với 0,35 là khoảng cách cánh tay đòn. À, cánh tay đòn từ vị trí tim cọc. À, vị trí tim cọc ở đây cho đến cái mép này thì cọc của chúng ta là 20 20 bố trí nó sát đây luôn. Đây, khoảng cách từ cọc thì kia tim cọc đến mép là 10 cm, vậy là khoảng cách từ đây đến đây là 4 150, vậy là từ khoảng cách từ tim cọc đến đây là 450 trừ 10 100 là 350. Đấy, thì nó nhân vào đây phản lực nên không phải 35. Ok, lực cắt thì chúng ta sẽ bằng là lực cắt nó chính là bằng phản lực cái này nhân 2. Đấy, giá trị nó là nhân 2. À, ở lực dọc thì chúng ta không cần quan tâm, lực dọc mà cắt 33 thì nó tựa là hướng sang bên này, nó nén và kéo hướng này thì chúng ta không cần quan tâm, ta nhập vào không được. Ok, để xác định là một trạng thái sử dụng thì chúng ta tương tự là chúng ta phải, đây là trạng thái hạn sử dụng này, chúng ta phải có nội lực đầu cọc ở trạng thái hạn sử dụng thì nó là 5,3. Đây 5,3 5,3. Đây, trạng thái hạn sử dụng. Số lượng cọc là hai cọc. Thì nó lấy ra giá trị đây là 5,3 nhân với số lượng hai cọc nhân với 0,35 một cánh tay đòn lại từ tim cho đến mép. Đây là moment hạn sử dụng. Ok, khi mà có thông số thì nó linh sang bên này tính toán như hồi nãy mình đã nói rồi. Đấy. Ok, còn gì nữa không nhỉ? Ok, vậy là đấy là mô hình hai phần mỹ đát. Hai cái mô hình mỹ đát để tính toán cái phần móng cọc này. Rồi, đây là phần vẽ. Đây là phần địa chất. Đấy, địa chất thì cọc là sẽ đâm sâu xuống ở cao độ mỗi cọc là âm 5. Móng của chúng ta là đáy móng là 1,25. Thêm bê tông lót nữa là 1,35. Nằm ở đáy móng nằm ở đất thứ hai và cặp chúng ta sẽ xuyên qua lớp 2 một đoạn và lớp 3. À, lớp 1 1 và lớp 1 và lớp 2 và lớp 1A này thì không xuyên. Không không móng đào đi rồi. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong cái phần tính toán thường chắn trên móng cọc. Thì quá trình làm thì cũng khá mất thời gian các bạn. Thế nhưng mà quá trình mà mình trình bày với các bạn thì nó vỏn vẹn thì mấy phút thôi. Mình thấy vỏn vẹn thì mấy trong mấy phút thôi. Ok. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Các bạn có nhu cầu tính toán thì bất cứ cái cấu nào thì liên hệ với mình qua Facebook, mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Ok. Chào các bạn.